làm gì mà mặt cứ đăm chiêu suy nghĩ đấy? Có cái gì khó không nghĩ ra à? Vâng, em đang không hiểu mấy chỗ đây này. Úi dồi ôi, thế thì uống ngay cái này vào, giúp cung cấp năng lượng cho vui chơi sáng tạo cả ngày đấy, biết đâu lại nghĩ ra. Anh mình hơi thảo thế nhở? Chuyện. Em cảm ơn nhá. Vô. Vô. Ủa chết rồi. Này cô giáo, nhờ tao đón Na mà tao quên mất. Giờ muộn chắc người tao gọi đấy. Alo à, dạ em đến đón Na bây giờ đấy à. Na bị bắt cóc rồi. Cái gì cơ à? Na bị bắt cóc ấy à? Chuyện là thế nào vậy à? Chuyện là... Anh ơi, anh để cậu xem một chút ạ. Bé Mon ra bây giờ đấy. Chú ơi, cháu về đây ạ. Cháu đi về á? Mẹ cháu đã đón đâu? Phải đợi mẹ đón mới được về chứ. Mẹ cháu hôm nay không đón. Anh Hoàng với anh Tôm sắp đón cháu rồi. Thế cháu vẫn phải đứng đây đợi. Đợi anh đón thì mới được về nhá. Bây giờ chú buồn đi vệ sinh quá. Cháu nhớ đứng gọn ở đây đấy nhá. Vâng ạ. Gọn vào. Đấy. Sao cặp lại ở đây nhỉ? Alo, anh là anh của Na đúng không ạ? Anh đã đến đón Na chưa? Thế thì Na bị bắt cóc rồi. Camera của trường mới hỏng 2 ngày hôm nay nên không thể kiểm tra lại được. Nếu vậy, kẻ bắt cóc phải là người gần đây, hoặc là đã theo dõi trường mấy ngày nay nên mới biết được điều này. Nhưng mà tại sao bắt cóc lại để lại ba lô ở đây? Sao lại không mang theo luôn? Hay là anh ta đang truyền đạt điều gì đó? Hay là tống tiền? Cái gì mà toàn số thế này? Mật khẩu của điện thoại là 4 số cạnh nhau, sao cho tổng của chúng bằng 12? 1 cộng 6 cộng 1 cộng 6 là bằng 14, và làm sao bằng 12 được? Làm sao bây giờ Tôm ơi? Giải đi. Được, để em suy nghĩ đã. Lần lại là được này anh Hoàng. 1 cộng 9 cộng 1 cộng 1 bằng 12. Ừ, đúng rồi. Để tao thử mật khẩu xem nào. 1911. Chứ không được. 1119 cũng không được. Đúng rồi mà. Trên đây không phải là số mật khẩu, chỉ là ám chỉ điều gì đó. À, đúng rồi. Đây chỉ là vị trí mật khẩu thôi, chứ không phải mật khẩu đâu. Ví dụ tương ứng với vị trí những ô khoanh vùng là 4568. 4568. Ồ, được rồi này. Đúng là thám tử nhí có khác, thông minh thật đấy. Để xem hắn ta có đẩy lại cái gì không. Hiện tại Na đang ở trong tay ta. Mục đích của ta là muốn thách đấu với thám tử nhí. Chỉ cần các ngươi không báo công an thì Na sẽ được an toàn. Muốn tìm được vị trí của Na thì phải giải được các câu đố sau. Tìm đến nơi mà người đầu tiên đọc bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam, rồi giải bài toán sau. Tìm số tiếp theo của dãy số 471325. Giấy đã xử rồi lại còn đoán nữa, đau hết cả đầu. Hay là cho anh uống hộp sữa này đi. Khoan đã, biết đâu đây lại là manh mối quan trọng thì sao? Bây giờ anh em mình cần phải về nhà đã, tôi trả lời sau. Mà cái anh bảo vệ đâu rồi? Em không biết. Chắc là anh ấy đi kiểm tra trường rồi. Đi. Bây giờ em sẽ giải toán, còn anh tìm đáp án của mấy câu lịch sử nhá. Ủa? Cái bảng đấy đâu ra đấy? Đây là bảng vé điện tử Nuvi. Nhờ em uống sữa Nuvi và tích được 36 thẻ đổi quà mới có được đấy. Mà thôi, anh tập trung đi.
Ra rồi. Đáp án là 49. Ta sẽ lấy số trước nhân với 2 rồi trừ 1 sẽ ra số sau liền kề. Ta có 4 nhân 2 trừ 1 bằng 7, 7 nhân 2 trừ 1 bằng 13, 13 nhân 2 trừ 1 bằng 25, và 25 nhân 2 trừ 1 bằng 49. Còn anh thế nào? Anh cũng tìm ra đáp án rồi. Lúc đầu ấy thì anh cứ nghĩ là Bác Hồ, nhưng mà không phải, mà là Lý Thường Kiệt. Bởi vì Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt được mệnh danh là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Vậy thì đến nơi người đầu tiên đọc bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam và tìm số 49, nghĩa là như nào nhỉ? Đau đầu quá, không nghĩ đến đâu. Phải uống nu vi thạch đào thì mới có sức nghĩ được. Sao lại có một gói nu vi thạch đào ở đây đấy? Xong lại còn một tờ giấy trắng nữa. Chắc là của Na thôi nhỉ, chứ cũng không có hình gì đâu. Khoan đã, em đã kiểm tra rất kỹ rồi, không thể nào lại xuất hiện một túi thạch đào nu vi như vậy. Tờ giấy này có một tranh. Đúng rồi, ngôi sao. Có ý nghĩa gì đây? À, em nghĩ ra rồi. Đáp án là gì? Ở đây có 3 manh mối. Tên người là Lý Thường Kiệt, số 49 và ngôi sao. Em có nhớ trên đường Lý Thường Kiệt ấy có một tòa nhà tên là ngôi sao. Số 49 chắc là số nhà, nhà 4 ở tầng 9, hoặc là ngược lại. Vậy thì mình mau đi thôi. Cuối cùng thì mày cũng giải được hết câu đố của tao. Mày thông minh thật đấy. Những câu đố dễ như thế làm sao có thể làm khó tôi được. Anh nói như thế có lẽ ngay từ đầu anh đã nhắm vào tôi, chứ không phải bé Na đúng không? Lại thông minh nữa rồi. Tao bắt cóc một đứa trẻ con làm gì? Nếu mà tao định làm điều đó thật ấy, tại sao tao phải bày ra mấy trò đố này? Mục đích của tao ấy là mày. Quả nhiên anh dụ tôi đến đây, nhưng anh không biết được chuyện tôi đã biết danh tính của anh. Anh Cường ạ. Cái gì? Cường? Cường nào? Anh đừng giả vờ nữa. Chính anh là người đã bắt cóc Na và bày ra những chuyện này. Khi anh Hoàng phát hiện ra hộp sữa mới, tôi đã thấy nghi. Rõ ràng chỉ có hai chúng tôi, vậy mà sao lại có hộp sữa mới ở đây? Chỉ có thể là có người đã lén đặt vào. Và người duy nhất thuận lợi làm việc đó không ai khác ngoài anh. Sau khi xác nhận, chúng tôi giải sau câu đố 1 và muốn về nhà. Anh vội nhét thêm câu đố tiếp theo và ba lô của Na. Chính điều đó đã khiến tôi nghi ngờ anh. Thế thì sao? Bây giờ mày cũng đang ở trong tay của tao rồi. Nếu mà mày không ngoan ngoãn ấy, tao sẽ không nói cho mày biết vị trí của Na đang ở đâu đâu. Mà mày cũng dũng cảm thật đấy. Biết tao là ai rồi mà vẫn dám đến đây một mình à? Không cần anh nói, tôi cũng đã biết Na ở đâu. Nhờ chiếc đồng hồ và định vị của Na, anh Hoàng đã đi đón Na rồi. Na chưa từng rời trường, anh đã dụ Na ngồi trong lớp học để dễ lừa chúng tôi hơn. Nhanh lên Na ơi, không là anh Tôm gặp nguy hiểm đấy. Vậy tại sao mày còn đến đây? Tôi chỉ muốn biết xem động cơ của anh là gì. Tại sao anh lại là như thế? Tao... mày không thể nào hiểu được đâu. Tao vốn dĩ là một người rất thích giải câu đố, có rất nhiều câu hỏi tao không thể nào giải được. Vậy mà mày giải nó một cách dễ em. Điều đó là tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của tao đấy. Nếu có 3 đồng tiền, 1 đồng là đồng giả, đồng giả thì lại nhẹ hơn 2 đồng còn lại. Một cái cân với một bên, chỉ với một lần cân, làm sao có thể phát hiện đồng nào là đồng giả nhỉ? Dễ mà anh, chỉ cần đặt mỗi đồng một bên là sẽ phân biệt được ngay. Nếu mà hai bên bằng nhau thì đồng còn lại sẽ là đồng giả, còn hai bên lệch nhau thì đồng nhẹ hơn sẽ là đồng giả. Vậy thôi. Ờ ha, thế mà không nghĩ ra. Ô,
ơi, anh Tôm tỉnh thật đấy. Có gì đâu, dễ như ăn cháo mà. Đi. Chỉ vì có thế mà... Mày nghĩ nó đơn giản, nhưng nó là niềm vui duy nhất của tao. Tao sẽ cho mày biết tao. Đình, quá đỉnh luôn. Ủa, là sao? Là như nào? Na, giải thích cho anh Hoàng đi. Thế không phải là Na bị bắt cóc à? Anh ta mà có động cơ xấu ấy, thì anh nghĩ em có đến đây một mình không? Em vốn đã biết Na bắt tay với anh ấy để giả dựng ra rồi. Nếu không, Na đã phát tín hiệu SOS rồi. Hơn thế nữa, lúc anh tìm thấy Na ấy, vẫn thấy cô bé thản nhiên mà. Vì không có ai bắt cóc, lại để cô bé ở trong trường mà không đe dọa hay là uy hiếp gì cả. Tại anh Cường cứ năn nỉ mãi, còn trả sữa cho em nữa này. Tại vì anh chỉ muốn thử xem tài năng của Tôm đến đâu thôi. Anh xin lỗi nhá, anh hứa lần sau anh sẽ không như thế nữa. Nếu anh cảm thấy bí quá và không giải được những câu khó, anh có thể uống sữa Luvi. Nó sẽ giúp anh có năng lượng để giải tất cả các câu hỏi khó đấy. Wow, chứng tỏ đây là bí kíp của em đúng không? Vâng ạ. Hai, có mỗi mình là không biết gì hết. Yes. Mua ngay Nuvi, săn linh thú đổi siêu quà. Chị ơi, là ngược ơi này, cô giáo đánh bà già đây. Mọi người ơi, ra đi mà xem này. Cô giáo gì mà đi đánh người như thế này rồi ơi. Ui. Chị đấy. Uầy, đánh nhau tay đôi thế này cơ mà. Dài ngon, đã sợ đấy. Cái gì đấy? Nuvi thạch đào à? Có đồ ngon mà chẳng chia sẻ cho bạn gì cả. Đây xem nào. Không được. Nuvi thạch đào mẹ tớ mua có một gói thôi. Vị thạch đào thì thanh mát, thạch thì dai ngon. Cho cậu thì tớ lấy gì ăn? Tí ta học tự mà mua. Sợ, tí nữa người ta tự mua nhá. Ừ. Mà đang nói chuyện cô Ngọc cơ mà. Đang nói chuyện nọ, sợ sang chuyện kia. À, chuyện cô Ngọc á? Tớ đã bảo rồi, nhìn cô Ngọc hiền thế thôi, nhưng mà chưa chắc đã là như thế nhá. Nghe nói cô bị đình chỉ dạy học rồi đấy. Đình chỉ dạy học cơ? Ừ. Bố mẹ tớ bảo những cái hành động thế này là thiếu đạo đức giáo viên. Trường mình không thể để con sâu làm dầu nồi canh được. Có chuyện gì mà các cậu xuống lại bàn luận thế? À, trường mình đang có phốt đấy, cậu biết chưa? Phốt gì cơ? Đây này, cô Ngọc dạy văn đi, hình như gặp chuyện gì ngoài chợ, xong rồi bị người ta quay đưa lên mạng. Nghe nói là bị đình chỉ dạy rồi, mà có khi á sắp bị đuổi việc rồi cũng nên ý. Nghiêm trọng thế cơ á? Nhưng mà trước giờ cô Ngọc có như thế đâu. Trời, vải thưa chỉ che được mắt cậu thôi, làm sao mà qua được mắt tớ. Cậu lấy ghế ra đây ngồi, tớ kể cho nghe. Này nhá, tớ nghĩ là do lớp mình ngoan ngoãn nên là cô mới không bắt bẻ thôi. Chứ như con bạn tớ kể, lớp nó không dám làm sai gì với cô dù chỉ một lần đâu. Lớp tớ mơ quậy phá một chút thôi á, là cô cho ngồi ăn chửi cả tiếng đấy. Thế á? Ừ. Nhưng tớ thì lại nghĩ khác. Cô bắt phạt bọn mình, mục đích chính cũng chỉ muốn tốt cho học sinh thôi mà. Ơ, thế có cái clip này, cậu bảo lý do là gì? Cậu không đọc bình luận à? Mọi người đều bảo cô giáo sốc suộc, không tôn trọng nghề nhà giáo, thiếu đạo đức nghề nghiệp. Có nhiều trường hợp cố ý cắt ghép để bể lái dư luận mà. Tớ nghĩ trong chuyện này có ẩn khúc. Thôi, tùy cậu. Còn tớ nghĩ á, chuyện này sớm muộn gì cũng đến thôi. Ngon ngon mà. Ê mày ơi, cô giáo đánh người kia kìa. Cô Ngọc đúng không? Ừ. Ơ, con này, sao ấy, bị đình chỉ rồi mà sao vẫn còn đến trường nhỉ? Chắc là đến để ký đơn xin thôi việc ấy mà. Đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Hành động của cô ở chỗ ấy
làm xấu mặt cả trường. Các cậu thôi đi, tại sao các cậu lại vô lễ với người đã dạy mình như thế nhở? Thì tớ chỉ lễ phép với những người xứng đáng được lễ phép thôi chứ. Còn những cái người không đáng ấy, tớ chẳng việc gì phải lễ phép cả. Thế nếu người ấy là ân nhân của em trai cậu thì sao? Sao? Ân nhân á? Ý cậu là gì? Là cô Ngọc, là ân nhân của em trai cậu đấy. Em đã nói là để em tự giải quyết cơ mà. Tôm à, có chuyện gì hả em? Em chào cô, em vừa xem được video kia, em có chuyện muốn nói. Thôi, cô không muốn nhắc đến cái chuyện đấy nữa, em về đi. Cô Ngọc, nếu mà cô đã cố tình muốn giấu thì chỉ có cách là tự điều tra thôi. Video được quay tại một khu chợ. Địa chỉ đấy sao? Anh ơi, anh cho em hỏi một chút ạ. Anh là chủ nhà này à? Có chuyện gì thì em cứ ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Em muốn check camera trước cửa nhà anh, vì hôm trước có một vụ cãi nhau, mà người cãi nhau lại là cô giáo em anh ạ. Nhưng mà camera nhà anh bị hỏng mấy hôm nay rồi. Thế thì khó nhở. Mà cái vụ cãi nhau đấy ấy, anh cũng ở đấy anh xem mà. Cứ chuyện bé xé ra to đấy. Có cái thằng bé là nó vào cái quán đấy, nó tưởng nó ăn trộm, mà chả biết có phải ăn trộm hay không. Trong cô giáo thì bảo là không ăn trộm. Liền cứ cãi nhau qua cãi nhau lại, ôm tổ hết cả lên, xong rồi cũng không ai về nhà đấy. Ăn trộm ấy hả? Ừ. À vâng. Anh nhớ là nhà đối diện cũng mới lắp camera đấy. Với cả là anh cũng có camera hành trình ở ô tô này. Em cũng cần check không này? Để anh mở. Dạ vâng ạ. Phong, em trai của Linh à? Anh ơi, anh cho em xin video này đi ạ. Phong, em thấy anh Luffy Thạch Đào đúng không? Anh cho em này. Em cảm ơn anh. À, mà cho anh hỏi một chút nhá. Chuyện hôm trước ở ngoài chợ ấy là như thế nào? Không phải em. Em không phải người ăn trộm. Anh biết rồi, em cứ bình tĩnh kể cho anh nghe nhá. Nghĩa là sáng nay em đi ra chợ, em bị đánh rơi Thạch Đào Luffy. Em cúi xuống nhặt, thì bà đấy bảo em là đồ ăn trộm, xong đòi tiền em, còn đòi gặp bố mẹ em nữa. Em sợ lắm. May là có cô Ngọc đến kịp, cô đẩy bà đấy xuống thì em mới thoát. Hóa ra cô Ngọc làm như thế để bảo vệ em à? Vâng ạ. Bà đấy còn dọa sẽ làm cô Ngọc bị mất việc, làm cho hai chị em không còn đường đi học nữa. Rồi, đây, trong túi vẫn còn này. Thằng Danh này, sao mày lấy trộm sữa của tao? Đâu, đây sữa của cháu mà. Bác trả nó đây. Này, đứt mắt ra đã ăn cắp ăn trộm rồi. Mày ấy, tao đưa mày lên phường, xem mày còn ra mồm mấy cái được nữa không nhận đi. Không phải, đây sữa của cháu mà. Bác trả nó ra. À, cái thằng Danh con này ghê gớm nhỉ. Mày này, này, trẻ con này đánh. Bác. Sao bác lại đánh trẻ con thế hả? Tôi đánh đấy, thì sao nào? Đánh cho nó chừa cái tính ăn trộm ăn cắp đi. Không sau này lớn lên á thành phường trộm cắp để làm hại mọi người à? Không phải, đây là sữa của chị cho cháu mà. Bác ạ, đúng sai thế nào thì phải từ từ đã chứ. Bác không thể cứ nhìn một cái rồi nói như thế là được. Với lại cháu biết gia đình thằng bé này, nó rất ngoan ngoãn và lễ phép, chứ nó không có ý định ăn trộm sữa đâu ạ. Hóa ra là đồng bọn hả? Mà này, sao nhìn quen quen thế nhỉ? Cô là giáo viên đúng không? Này, giáo viên mà lại đi tiếp tay cho bọn ăn cắp ăn trộm à? Việc của cô là phải giáo dục dạy dỗ chúng nó, chứ không phải là bao che nhá. Bác ạ, cháu không bao che, cháu chỉ đang nhìn vấn đề từ hai phía thôi. Với lại, cháu thấy ở kia có camera, chỉ cần check là được mà. Camera ở nhà này hỏng mấy hôm nay rồi. Kinh thật đấy, lại còn nghiên cứu cả hiện trường gây án nữa.
nhưng mà không qua mặt được bà già này đâu nhá. Tôi bán hàng bao nhiêu năm nay ở đây rồi. Đó. Thôi nói tóm lại là không nói nhiều. Bây giờ đi lên phường, đi lên công an, đi, đi nhanh. Này không đi nhá, tao sẽ dẫn mày về cho bố mẹ mày nói chuyện với bố mẹ mày. Đi nhanh thằng ăn trộm ăn cắp này, đi tao, nhanh. Tao cứ bỏ tay ra đã. Làm ra coi đây, cô giáo đánh bà già đây, bánh thằng ăn trộm ăn cắp đánh bà già đây. Đây, ơi cô Hảo, giáo viên đi đánh người già rồi. Mọi người ra đi mà xem này. Công Lò, tớ đã check cam của nhà đối diện và check cam hành trình của ô tô đúng phần đó. Đúng là em cậu không ăn trộm và cô Ngọc cũng không đánh bác ấy. Chỉ là bác ấy cố tình nói thế để có người ác ý cắt ghét và mọi người muốn múa dìu của cô Ngọc thôi. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Cô Ngọc, là do em hồ đồ quá, em chưa tìm hiểu kỹ ngọn ngành mọi chuyện mà đã cư xử vô lễ với cô. Cô cho em xin lỗi ạ. Bảo sao mấy ngày nay em cứ thấy thằng Phong nhà em nó lạ lắm, cứ sợ hãi rồi nửa đêm còn bị giật mình nữa. Nhưng mà tính của em hiểu rõ, nó không thể nào mà ăn trộm được cô ạ. Cô hiểu mà, thế nên là cô nhất quyết là phải bảo vệ em ấy cho bằng được. Thế tại sao cô lại không nói sự thật cho mọi người biết ạ? Nhiều khi mình càng giải thích họ càng không tin em ạ. Ở trên mạng có hàng trăm hàng nghìn người như thế, làm sao mà cô giải thích hết được. Với lại họ đã chủ động quay clip để vu vạ mình. Mình có cố giải thích thì cũng không được đâu em ạ. Không được, không thể để cô chịu ấm ức như thế được. Em sẽ tìm hiểu rõ mọi chuyện. Linh, cậu định làm gì? Lại là cái thằng út con hôm trước hả? Làng vàng đấy là định ăn cắp sữa của ta hả? Hả? Cháu mày ăn trộm. Chứng cớ rành rành ra mày là còn cãi hả? Mày muốn biết. Bác đừng vội kết luận như thế. Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Bác đừng kéo áo nó nữa, bác bỏ ra. Này. Ôi trời, làng nước ơi. Nó lại định hành hung đánh người này, ăn cắp ăn trộm. Bây giờ lại còn đánh người hả? Tao sẽ báo công an, tống cổ hai chị em để lên đồn. Clip tao có sẵn ở trong này rồi, xem là chúng mày còn cãi được nữa hay không này. Bác, hôm trước cháu chưa tìm được bằng chứng để chứng minh cho Phong, nhưng mà hôm nay thì cháu tìm thấy rồi. Bác xem đi ạ. Toàn bộ bằng chứng cháu đã lấy được từ camera của nhà đối diện và camera hành trình của ô tô đỗ gần đó. Gói sữa thạch đào hôm đó của em ấy là có sẵn chứ không hề lấy của bác. Bác có biết vì sự đe dọa của bác mà em cháu đã sợ hãi như thế nào không? Bác còn vu oan cho cô Ngọc, khiến cô Ngọc chịu bao nhiêu tổn thương, rồi ảnh hưởng đến công việc nữa. Tội phỉ báng người khác có thể bị đi tù đấy. Chết rồi. Ôi, tôi chót dại ạ. Là tôi chưa nhìn đi kỹ mọi việc nên là đã vội nói lung tung. Tôi đã đổ oan cho mấy người rồi lại còn đăng lên mạng nữa. Tôi xin mọi người hãy bỏ qua cho cái bà già này. Tôi mà bây giờ bị bắt lên đồn thì không biết là các con tôi phải sống sao nữa. Là tôi hồ đồ quá, chứ từ xưa tới nay tôi vẫn làm ăn lương thiện mà. Ôi, không được. Bác thương con bác, thế thì ai thương em cháu đây? Vì bác đe dọa khiến nó sợ xanh mặt lên, khiến nó mấy ngày nay không ăn uống được gì cả. Bác biết là bác sai rồi, chỉ vì quẫn quá cho nên bác mới phải làm như vậy. Cô giáo ơi, cô nói giúp của tôi với ạ. Thôi Linh, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi. Bác ấy đã biết lỗi và nhà trường cũng đã xem xét lại. Cô không sao nữa rồi. Cô thấy là do bác ấy nóng nảy quá nên mới dẫn đến cơ sự này thôi. Bác ạ, từ nay về sau bác nhớ tìm hiểu kỹ mọi chuyện, bình tĩnh và giải quyết. Chứ đừng vội vàng đưa ra kết luận và đăng lên mạng như vậy, có thể gây ảnh hưởng đến mọi người đấy ạ. Vâng ạ, tôi biết rồi. Thôi, tôi cảm ơn cô giáo. Tôi hứa tôi sẽ nhanh chóng gỡ tất cả các clip của cô giáo xuống. Từ sau giờ đi tôi sẽ uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ạ. Thực ra cháu biết là hoàn cảnh của bác khó khăn, còn có một em bé đang không được đi học nữa, nên là cháu cũng không muốn làm dùm beng lên. Nếu bác không ngại thì bác có thể dắt em bé qua nhà cháu để cháu phụ đạo thêm cho ạ. Nhưng mà thực sự thì thời gian tới bác nên cố gắng sắp xếp để cho em bé được đi học nhé.
Bởi vì chỉ có con đường tri thức mới là tốt nhất cho tương lai của các em ấy thôi. Còn chỗ sữa và thạch này học sinh của cháu rất thích. Bác có thể đem đến cổng trường mà bán ạ. Các em ấy nhất định sẽ ủng hộ. Cô ơi, dạ, cô làm tôi xấu hổ quá cơ. Thôi được rồi, mọi người nhá. Đây. Cô giáo ơi, tôi chẳng có gì cả. Mấy cái gói này là ngon nhất là sạp tôi đấy ạ. Tôi xin tặng cho cô giáo ạ. Xin ạ. Tặng các cháu nhé. Cháu cảm ơn bác ạ. Bác tặng cháu ạ. Cảm ơn. Dạ. Tôi hứa với cô, từ nay trở đi tôi sẽ làm ăn chân chính và cố gắng để cho con bé nhà tôi đi học tiếp ạ. Muốn nghe Novi săn linh thú đổi siêu qua mùa 2. 24 thẻ nhận bộ dụng cụ học tập sáng tạo, 36 thẻ nhận bản vẽ điện tử thông minh, 48 thẻ nhận ba lô chống gù cực chất, 56 thẻ và một thẻ đồng hồ nhận ngay đồng hồ định vị siêu ngầu. Nạp Novi săn linh thú đổi siêu qua. Ôi anh Hoàng, anh ở đây làm gì đấy? Tôm đấy à? Ăn bánh gối không? Ta dán cho. Phở ri. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây bán bánh gối? Em tưởng giờ này anh phải ở nhà nấu cơm chứ. Thì tao đang đi chợ nấu cơm đây. Thì đi qua quán của anh Cường, cái anh lôi lại, nhờ tao trông quán hộ để anh ấy đi mua nguyên liệu, tiện thể anh ấy đi chợ cho tao luôn. Mày thấy không? Một công đôi việc luôn nhá. Tao vừa mang tiếng được là giúp người nhá, vừa không mất công đi chợ. Tí nữa về kiểu gì chẳng được mấy cái bánh gối để ăn. Mày thấy thông minh không? Quá là thông minh luôn ý chi. Thông minh thực sự luôn ý. Hai mẹ con ăn gì ạ? À? Chị lấy mấy cái. Mẹ con á? Chị á? Thế phải gọi là gì ạ? À? Hai bà cháu hay Anh ơi, anh xa rồi. Đây là chị gái em. Chị gái em còn chưa lấy chồng. Anh nói thế thì làm sao chị gái em có người yêu được? Thế chị gái em bao nhiêu tuổi rồi? Chị gái em mới có 25 tuổi thôi. Ôi dồi ôi, 25 tuổi mà nhìn cứ như 52. Gì? Nói lại xem nào. À, không phải chị ơi. Ý của anh em là chị 25 tuổi, mà tuổi của chị hợp với tuổi của anh em lắm đấy ạ. Anh em thấy ai xinh nên là dở cái bài đấy ra thôi. Thằng bé này nữa, đẹp trai là có duyên đấy. Chị ưng nhá. Thế cho chị 5 cái nhá. Dạ vâng ạ. Em cũng chấm anh là chị ạ. Em gái của chị đúng là y hệt chị. Mê trai đầu thai cũng không hết. À, đây chị ơi, 5 cái của chị, à 5 cái của em, à, anh chiên lại nóng rồi đấy. Em gửi ạ. Chị về nhá, hôm khác chị lại sang. Đi. Khiếp, gần 30 rồi mà thích cưa sừng nằm ngay á. Mà sao không có người yêu? Chị. Ôi rồi. Anh về rồi đây. Anh về. Xin lỗi, anh về hơi muộn. À đây, của chúng em hết trong này rồi nhá. Em cảm ơn anh ạ. Mà nhá, anh thấy không? Em bán hàng cực kỳ được vía luôn, em bán hết cái khay này luôn rồi đấy. Ui dồi, thế thì tốt quá. À này, à, anh cho mấy cái cầm về mà ăn. Thôi không lấy đâu, ngại lắm. Ừ. Lấy đi phải ngại. Không lấy đâu, ngại lắm. Ui, lấy đi mà. Thêm về 5 cái nhá. Em chuẩn bị sẵn đây này. Thế đi về. Đi về nấu cơm không muộn. Còn em đi về nhá. Chào anh. Chào anh nhá. Chuẩn bị sẵn như thế mà còn không lấy. Bé chuyện cơ Hoàng. Giờ ăn tới rồi. Thơm quá trời thơm luôn. Người. Thơm quá trời thơm luôn. Xem ông Cường có mua đủ đồ cho mình không ta? Xả nè. Hoa quả này quá đủ. Thì đây, cho thừa với túi chị này. Cái gì mà mùi kinh thế hả anh? Chắc là ông Cường cũng mua nhầm xong bỏ nhầm vào đây. Ủa? Hình như là thịt anh ạ. Hình như là thịt phải không? Hoàng ơi! Ra anh đi Hoàng ơi! Ôi dồi!
Anh Cường đây à? Đây à? Thế em đã xem cái làn chưa? Xem rồi, vừa xem xong khiếp đang đi hỏi anh đây. Hiểu mua cái gì mà kinh ý? Em xem rồi à? Hóa ra là xong làn của em, anh đi tìm mãi. À, anh có xin ít thịt ở chợ về cho con chó nó ăn. May mà trong túi của em đấy, cho anh xin lại nhá. May mà em chưa ăn đấy, không thì chết dở. May mà mũi em thịt chứ không thì xin em định nấu ăn rồi, anh không ra kịp em vứt đi luôn. Tôi ơi, mang cái túi thúi đi ra đây cho anh Cường đi nhanh đi. Mai ơi, cái đồ uống thiêu này rồi anh không nên cho chó ăn đâu ạ, ảnh hưởng sức khỏe của nó lắm. Ôi rồi chưa ôi làm đâu, nó mới hơi hoi tí thôi, để hơi lâu nên là nó cũng ngửi dí. Mà con chó ở nhà của anh nhá, nó ăn suốt không làm sao cả. À thôi anh đi về đây, cảm ơn hai anh em nhá. Này quán có đông khách không ạ? Có cần em giúp gì không? Hôm nay hơi vắng, anh tự làm được, không có gì đâu. Anh! Em muốn mua bánh gối ạ. Ờ, cái bà chị khách quen hôm trước này, chắc là hôm trước ăn xong thấy ngon con này quay lại ủng hộ đúng không? Khách quen. Cả nhà em ăn, ai cũng mê hết anh ạ. Bánh gối nhanh chất lượng mà. Này, già này, trẻ này, lớn bé, ai ăn cũng mê tít luôn. Này, thì hôm nay mình lấy mấy cái? Em lấy 20 cái ạ, anh có đủ không? Lấy nhiều thế á? Dạ. Ôi thôi, bây giờ anh còn mỗi 10 cái thôi. Chết, nhà em ăn có 10 cái là sao mà đủ được. Anh bà làm đi ạ. Làm luôn á? Dạ. Trên bếp nhà anh là vẫn còn nguyên liệu, nhưng mà em phải đợi tầm 15-20 phút cơ. Có được không? Anh cứ làm đi, em đợi được. Đây, thế chú Hoàng trông quán cho anh nhá. Anh lên làm vẻo cái là xong. Dạ vâng, anh cứ lên đi, nhưng mà nhớ làm thêm mấy cái nữa để tí trả công em nha. A few moments later. Đây rồi. Bánh gối của em đây. Để anh chiên lên cho nó giòn. Đợi tí. À, hay là em đem về chiên ăn luôn cho nóng. Em làm cái gì đây bỏ ra? Anh nhìn mà không biết à? Cô đang khống chế anh đấy. Anh làm gì mà khống chế? Có gì bỏ ra từ từ nói chuyện. Anh chân yếu tay mềm, mềm mỏng lắm. Yếu đùa ấy á? Anh đừng giả tạo nữa. Anh tỏ vẻ ra thân thiện, vui vẻ với mọi người. Nhưng đó chỉ là che đậy cho hành vi bán thực phẩm bẩn của anh thôi. Chúng tôi đã có tất cả mọi thứ. Tự dưng anh đi chơi một lóng bụng đơm bớt đó. Dù ai nói ngược nói xuôi, về nhà mẹ, ở ngoài hóng quen. Đứng lại. Anh đứng lại. Hello bà chị nhá. Có gì nói sau đi. Bỏ ra đi về nhà em đi, đau bụng quá. Không được. Anh tưởng mỗi mình anh đau bụng thôi à? Chị em tôi này cũng đau bụng cái bánh gối của anh bán cho đấy. Bánh gối á? Bánh gối là nhà em. Chết trời không? Cái bánh gối chị em tôi mua sáng này ở nhà cậu ấy bị tào tao đuột đóng chết đi được. Bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm cho chị em tôi, đúng không Moon? Dạ đúng rồi ạ. Hai chị em ăn mua cái bánh gối nhà anh rồi, đau quá. Cái bánh gối đấy là em ăn hộ chứ không phải là của nhà em. Không cần biết là bán hộ hay không, tôi biết là tô của anh thôi. Này, chị quá đáng, nó vừa đấy nhá. Chị mà không cho em về nhá, em ẻ luôn đây cho chị vừa lòng này. Này đúng rồi, đi cùng rồi anh. Anh Hoàng, sao hai chị em nhà này lại ngồi đây? Cứu tao! Tự dưng á chặn tao ở đường rồi theo tao về nhà đến đây này. Ăn vạ tao là bị đau bụng ấy, mày giải quyết đi thôi mày. Sao cả ba người bị đau bụng à? Lạ nhở? Thế sáng giờ ba người ăn những gì? Bánh gối! Bánh gối chắc chắn có vấn đề rồi. Chắc chắn là không phải đâu. Anh Cường anh làm ăn uy tín đấy cơ mà. Anh ấy sỏi lở như thế. Với cả ấy, mấy cái dầu anh ấy chiên bánh gối là dầu xịn, chứ không phải là mấy cái dầu đen xì xì như ở mấy cái quán khác đâu. Mày không phải điều tra làm cái gì. Với cả mày cũng ăn mà, mày cũng bị làm sao đâu. Em không ăn. Em đã mang bánh gối của anh ta đi xét nghiệm rồi. Vì sáng nay anh ta đến nhà mình lấy túi thịt, em đã nghi ngờ những chiếc bánh đó đã có vấn đề. Anh không thấy chỗ thịt ôi đó à? Em nghi ngờ anh ta dùng thịt đó để làm bánh gối đấy. Nhưng mà anh ấy bảo là chỗ đấy là để mua cho chó ăn mà. Anh nghi người thế. Chung cư của anh ta cấm nuôi chó mà, làm sao có chuyện mua cho chó được. Để chắc chắn ấy, chúng ta cần phải bắt tay vào điều tra. Lúc đó ấy, cũng có giấy kết quả xét nghiệm rồi.
Mình biết ngay mà. Chỗ thịt đó anh ta dùng để làm bánh gối, mộc nhĩ cũng đã mốc. Bảo sao anh Hoàng và chị Thương ăn xong lại bị đau bụng. Hóa ra anh ta dùng dầu bẩn để chiên sơ trước, rồi mới dùng dầu sạch để chiên lại cho khách ăn, để hòng che mắt anh Hoàng và mọi người. Đúng là trí trá thật đấy. Giấy xét nghiệm cũng đã có, thịt của anh Dùng ấy là thịt ôi thối đã lâu ngày, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Hơn thế nữa, loại dầu của anh Dùng là loại dầu công nghiệp bị cấm trong ngành thực phẩm ăn uống. Vậy mà anh vẫn mang ra để kinh doanh, rồi chiên rán và bán cho mọi người à? Chúng mày, hóa ra chúng mày hù vào để lừa tao à? Chúng mày định phá hoại chuyện ăn của tao à? Đã thế nhá, tao không hiền nữa. Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra. Đau quá. Thôi, bỏ ra. Anh xin lỗi. Anh hứa từ bây giờ anh không làm như thế nữa được chưa? Anh dám lấy đúng đồ để làm đồ cho tôi ăn. Vậy mà anh còn bảo là đồ ăn cho chó. Lần này thì không sao với tôi đâu. Đi lên phường. Đau quá. Ôi, ngầu thế. Quá, ngầu quá. Em chọn anh nhỏ. Chị chấm anh lớn. Thế thì mình phải theo đuổi thôi. Ủa, anh đẹp cái cắt đuôi đi. Em mệt quá. Mày là thám tử thì mày phải nghĩ cách đi chứ. Tự dưng ra rẻ làm thám tử. Anh Hoàng ơi, chạy này. Anh Hoàng, đợi em, đợi chúng em. Mình chỉ mượn tạm thôi, sau này có mình lại nhét vào. Chứ mình không phải là ăn trộm. Thật sự mình không phải ăn trộm, sao này khó móc. Em hớt. Mày bé bé cái mồm đi, không cái mòn nó dạy nó lại gào cái mồm lên. Hai anh em nhà mày cái mồm to như nhau. Hai, anh qua đây em à? Ừ. Anh đợi em đi ngủ rồi trôm tiền của bé mòn đúng không? Anh định lấy tiền của bé Mon làm gì? Làm gì kệ tao? Hỏi làm gì? Mon ơi! Thằng chịp lợn rồi nữa. Tao lấy tiền để trả nợ. Một tiêu có mấy triệu thôi, tao lấy tạm, lấy nữa tao lại trả. Em đem qua luôn đây ạ. Ôi trời ơi! Ôi trời đất ơi! Đi đến kiểu gì đấy? Bên chính đường chứ? Không điện thoại trên đây này, đền đi. Xin lỗi anh ạ. Tiền bao nhiêu ạ? 10 triệu. Tiền mặt là chuyển khoản đều được. 10 triệu á? Anh bị làm sao vậy? Cái đống dưa chua này chắc mấy chục nghìn gì đến 10 triệu. Thế mày biết á, anh mua điện thoại này bao nhiêu tiền không hả? Anh mày vừa mới đẹp hôm qua đấy. Thì hôm nay va vào mày rớt điện thoại, hỏng màn hình luôn rồi này, nhìn đi. À, hay là anh đưa chúng mày đi sửa, xem có hết 10 triệu không nhá. Lắc á? À, lắc đầu là sao?
Thế bây giờ có đem điện thoại đi sửa không? À, có đi sửa không? Có. Hay là anh cho em ký cái giấy ghi nợ xong bao giờ giàu em trả. Cái gì? À, ý em bảo là bây giờ em không mang đủ tiền đây, mấy hôm nữa em trả. Anh đi không để ý, làm rơi đồ của người ta thì đền là đúng rồi chứ không ăn được cái gì nữa. Anh tự đi mà kiếm tiền mà để anh Cường. Phải làm như thế thì mới rút được kinh nghiệm. Lêu lêu, cái người có tình yêu. Mày cứ khuyện tao đi, mày khuyện tao đi. Làm gì để có tiền giáo Cường bây giờ này? À đúng rồi, tao sẽ đi buôn. Chỉ có buôn bán mới kiếm được nhiều tiền thôi. Quá là thông minh luôn. Bố mẹ chắc chắn sẽ tự hào vì có một người con như tao. Vừa kêu hết tiền, sao lại còn đi buôn? Anh định buôn dưa lê à? Đây, sữa chủ uống của em đây. Em cảm ơn anh ạ. Đây, còn đây là sữa chua uống của Mon. Mon uống thử xem ngon không? Xin. Sữa chua nhà anh ngon tuyệt, ngọt vị sữa lại thơm vị trái cây nữa. Sữa chua nhà anh nhá, là anh tự làm hết đấy. Đây, anh phải đi ra chợ này, mua hoa quả tươi nguyên khi lá còn xanh mướt mượt mượt, rồi về nhớ anh gọt trái cây này, rồi xay, rồi xên thành siro. Vất vả lắm mẹ, anh mới làm được một chai sữa chua này đấy. Đây, anh quý hai em nên là anh tặng em thêm một chai. Em cảm ơn anh ạ. Sao cô đứng đó mà nhìn à? Mày không sang phụ giúp anh thì mở quán đi. Cái quán sữa chua nhà ông Cường kia toàn mấy cái chất độc hại thôi. Tao đây này, vì sức khỏe của cộng đồng nên là tao sẽ bán sữa chua nguyên chất. Uống thử đi Mon. Eo ơi, chua đấy, không ngon mà sữa chua nhà anh Cường. Úi trời ơi, nợ thì chưa trả hết mà bày đặt bán sữa chua uống cạnh tranh với thằng này á. Này, mày có biết ý, mày với cái lá nó giống nhau ở điểm gì không? Này, ý anh định bảo là tốt của non và xanh cái gì? Này nhá, tối nay thằng này sẽ về đã thay đổi công thức. Ngày mai nhá sẽ đè bẹp cái quán sữa chua của nhà anh. Ờ, mày được, mày ra đây, mày ra đây. Làm sao? Mày ra đây. Làm sao đây, ra đây. Anh Tôm ơi, nếu mà anh Cường với cả anh Hoàng đánh nhau thì mình nên chạy lối nào? Ô hai, em phải đứng lại cản anh không cho hai người đánh nhau chứ. Sao lại chạy? Nếu hai người còn đánh nhau thật ấy thì anh nghĩ nên về nhà bếp mẹ. 36 kế chuồn là thượng sách mà Mon. Anh Hoàng ơi, anh Tôm ơi, em đau bụng quá. Rồi Mon, làm sao mà em lại bị đau bụng? Em uống sữa chua nhà lão Cường đúng không? Anh có chắc chắn là Mon chỉ uống mỗi sữa chua hoa quả nhà anh Cường không? Lúc nãy em cũng uống mà, có làm sao đâu. Thì mày lớn rồi, bụng dạ mày tốt. Mon nó còn bé, bụng dạ nó yếu thì nó phải bị đau bụng chứ. Chắc chắn là do sữa chua nhà lão Cường đây này. Thôi, để chuyện này tính sau đã, để em gọi bác sĩ. Mày bán phá giá thế này thì mày chơi một mình à? Bán như vậy ai chơi cùng à? Bán như thế thì làm gì có lãi? Cùng là sữa chua hoa quả với nhau mà mày bán rẻ thế? Không có lãi à? Thằng này nhá, thằng này lấy công làm lãi chứ đâu ai bán cái giá cắt cổ như anh. Úi xồ ôi, đã thế lại còn làm đó, từ hoa quả bẩn này xong rồi từ sữa chua hết hạn này. Này, đồ nhà ta làm sạch như thế mà mày dám bảo ta làm bẩn á? Tao lại bút cho bây giờ. Mua ế? À, mày không phải thách con lợn này. À, mày giỏi thì mày ra đấy. Ừ. Mày bảo tao làm đồ bẩn gì? Mày về bếp cho tao xem, tao làm nó sạch như nào mà mày dám bảo tao làm bẩn hả? Này nhá, hôm trước Mon cho tôi uống sữa chua của anh xong ấy, bị đau bụng đấy. Tôm ơi, mày mau đưa ra bằng chứng để dẹp bớt cái tiệm này đi. Hai anh bình tĩnh đi, em đã tìm ra nguyên nhân. Bé Mon bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện rồi. Và hôm nay, một trong hai quán sữa chua uống hoa quả sẽ phải đóng cửa. Chắc chắn ấy là quán của thằng Hoàng rồi. Chắc chắn là quán của anh ấy. Quán của mày ấy. Quán của anh ấy. Quán của mày ấy. Anh thôi đi. Quán phải đóng cửa sẽ là quán của anh Hoàng chứ không phải là quán của anh Cường. Vì sữa chua uống hoa quả của quán anh Hoàng rất bẩn. Nó không được làm từ hoa quả mà nó làm từ sữa và chứa siro phẩm màu rất độc hại. Mày đang nói linh tinh cái gì đấy Tùng?
Mày ở cùng nhà với tao cơ mà, tao làm sơ chua bẩn hồi nào? Khi bé Mon bị đau bụng, nhìn chai sữa uống dở trên bàn là của anh Cường, em cũng nghi ngờ sữa chua uống của anh Cường có vấn đề. Nhưng chiều hôm đó em cũng uống mà lại không bị sao. Sau đó em đã điều tra và phát hiện ra anh Cường mua rất nhiều hoa quả, sữa chua và sữa tươi. Đây toàn là những nguyên liệu để làm sữa chua uống hoa quả, chứng tỏ nguyên liệu anh Cường làm sữa chua rất sạch và đảm bảo. Anh Hoàng nhà em làm sữa chua uống hoa quả để bán, nhưng lại làm những lúc em đi học không có nhà. Mỗi lần em về đều thấy bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, rác cũng được đem đi đổ, sữa chua thành phẩm thì đã đem đi hết. Mọi thứ gọn gàng quá mức khiến em nghi ngờ. Hơn nữa, anh Hoàng chỉ làm sữa chua mà không bao giờ thấy mua hoa quả để làm siro. Trong bếp cũng không có mùi hoa quả nữa. Siro này ngon lắm anh Tôm ạ. Hôm trước anh Hoàng để trên mâm bếp, em ăn vụng, thấy ngọt ngọt thơm thơm. May mà anh Hoàng không biết. Em ăn cái hôm mà em bị đau bụng được không? Vâng ạ. Em chắc chắn rằng Moon hôm đó bị đau bụng là do siro dùng làm sữa chua hoa quả của anh Hoàng, nên em đã lén đặt camera để theo dõi. Được cái thằng em thông minh khổ thế. Làm cái gì cũng nhìn đi ăn cắp ăn trộm. Bực cái bình. Siro anh dùng để làm sữa chua uống hoa quả chứa rất nhiều phẩm màu thực phẩm, đường hóa học. Nếu sử dụng vượt ngưỡng cho phép, có thể gây nên các bệnh như đau bụng, buồn nôn, u thận và thậm chí là tử vong. Em không ngờ vì tiền mà anh bất chấp bán rẻ lương tâm của mình như vậy đấy anh Hoàng ạ. À. Chị ai bảo là món cứ chê sữa chua của tao uống không ngon cơ? Thì tao phải mua siro đấy về để đổ vào cho nó nhiều vị với nhiều màu chứ. Siro của anh chứa rất nhiều phẩm màu và đường hóa học độc hại. Chúng có giá rất rẻ, anh chỉ mua với giá 15.000 một lọ, có thể làm ra hàng trăm nghìn chai sữa chua uống hoa quả thơm ngon, đẹp mắt nhưng rất độc hại. Chị ai làm gì có tiền đâu mà mua hoa quả tươi như ông Cường. Mấy cái chai sữa đấy tao mua hôm Black Friday đấy, tao cũng nghĩ là không sao. Thì tao phải làm như thế thì mới có tiền để trả ông Cường chứ. Đúng là thế tiền nhiều mà ngỡ sân về, làm hại biết bao nhiêu người. Chú có biết là sữa chua hoa quả được rất nhiều học sinh, sinh viên ưa thích vì uống cho tốt cho sức khỏe, đẹp da. Thế mà chú tham lợi nhuận cao, bán sữa chua hoa quả bằng siro bẩn, như thế là không được rồi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi mà xong à? Bây giờ nhá, chú đổ hết đống sữa chua hoa quả này đi, về làm sữa chua quả với anh và trả nợ dần. Trả hết nợ ấy thì anh trả lương cho. Thật á? Ừ. Tin được không đấy? Anh Cường ấy giờ hoàn lương rồi, anh mà không xin lỗi anh ấy lại đổi ý đấy. Xin lỗi anh, cảm ơn anh. Và mày ấy, mày em dai tao mà tự dưng đi bọc phốt tập trung mặt người lạ như thế. Thôi, em chỉ muốn tốt cho anh và tốt cho mọi người thôi. Em không muốn mọi người uống thứ độc hại này. Em khuyên anh nên về làm với anh Cường thật hoàng hoàng đi. Nếu không ấy, lấy mách mẹ đấy. À, chị... Này, uống hết chỗ này đi. Ai nhầm, đi vứt hết chỗ này đi. Rồi sang mà làm. Nhanh người đấy.